Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi xin chia sẻ cho quý vị các bạn cái cảnh cảng hàng không của Phù Cát này quý vị, thuộc tỉnh Bình Định này. Thì cái cảng hàng không Phù Cát này là nó thuộc trên huyện Phù Cát, gần tỉnh Bình Định, nó cách thành phố Quy Nhơn tới 27 cây số lận quý vị. Thì cái cảng này là nó nằm trên cái đoạn ngay chỗ ngã tư đường Gò Găng á. Ngã tư Gò Găng thuộc thị xã An Nhơn, Bình Định. Nó là thuộc phường Nhân Thành của An Nhơn, Bình Định, thị xã An Nhơn. Đây là tôi quay cái mé bên hông của cái cảng hàng không quý vị. Chút nữa tôi sẽ ra tôi quay chính diện cái cảng hàng không quý vị xem nha. Đây là khuôn viên, đây là chỗ đậu xe, gửi xe nè. Chỗ gửi xe ô tô, xe máy ở đâu kia. Chỗ này cũng có đậu xe ô tô quá trời, cái ô kẻ để đậu xe ô tô nè. Còn đây là phía ngoài của cái cảng hàng không, mặt bên của cảng hàng không. Tôi đi quay lại cái quay cái mặt tiền của quý vị xem nha. Đây là cảnh mặt tiền của cảng hàng không Phù Cát này quý vị. Đó. Cảng hàng không ở vị ở phía mặt tiền này, đây chữ cảng hàng không Phù Cát này. Đó. Chỗ này là các cái con đường dành cho xe taxi này, xe taxi xếp hàng, nếu đông quá sẽ xếp hàng ở đây. Đây có biển để taxi xếp hàng này, con đường đi vô này quý vị, con đường từ ngoài cổng của cảng hàng không, con đường từ ngoài cổng cảng hàng không mình đi vô, nó vô hướng xe máy thì vô hướng đây, máy mình sẽ đi vô hướng đây. À, ô tô cũng có luôn, nhà giữ xe ô tô, xe máy 24/24 này. Đó. Còn xe taxi có thể là nếu đông quá xe taxi có thể đi vô hướng đây, vô hướng đây và xếp hàng này vị. Đó, đi vòng đây. Xe ô tô họ cũng chạy vô hướng đây nè quý vị. Phải đầu xe taxi nữa nè quý vị. Đây là cái bãi đầu xe taxi, còn cái con đường đi vô vòng kia. Đó. Xe taxi từ ngoài cái chạy vô hướng đây. Chở khách vô hướng đây. Chở khách đi quần là hướng đây, quần lên. Đây là cảng hàng không nữa. Tiền của nó đó. Đường rất là rộng. Đó, xe chạy hướng đây cũng được nữa. Rất là nhiều con đường để đi. Rất là nhiều hướng. Đây, trước cảng không quý vị. Đó, người ta có để cái chữ là cảng hàng không Phù Cát này. Trước là có mấy cái cột cờ.
con đường đi lên này, đường xe đi lên này. Đây là ở phía trước của cảng hàng không, nó bậc thang đi lên đó, đi vô cảng. Đây, cảnh bên trong cảng hàng không ấy, vậy khu khách xếp hàng đợi nè, bên trong khu đi vào đây, bảo vệ đồ ngồi, khu ăn uống các vị, khu uống cà phê, khu ăn đó, khu ăn uống nằm trước đó. Còn chỗ này là khu đi yoga đi. Đó, trước khu ăn uống các vị. Đây, mấy bên con đường đi nè, đường xe nè. Đây là ga đi, có cái chữ ga đi, từ xa chỗ kia có cái chữ ga đi. Đây là các con đường ở phía ngoài để đi xuống, đi lên rồi đi xuống, chiều này là chiều đi xuống, chiều này chiều đi lên nè quý vị. Đó, từ xa có chiếc taxi đi lên đó quý vị, đó cổng đi vô, đó chiều đi lên. Rồi, chỗ này là chiều đi xuống, xe đi xuống. Đi giống như đi vòng tròn ấy vậy. Cảng hàng không Phú Cát nè. Mới sáng sớm thì khách cũng không có đông lắm. Cảng này nó cũng không có đông khách chứ. Đây là chỗ này là ga đi nè quý vị. Đó, quý vị thấy chỗ này là ga đi nè, có cái biển ga đi đó, thì hành khách họ sẽ vô đây, khách họ sẽ vô đi vô đây để mà khách họ sẽ đi vô đây để mà họ đi nha quý vị. Cũng đi vô ga đi đây. Đó, đậu xe ở trước đây. Xe ở trước. Đây, chỗ đây là ga đến, ở kia là ga đến, khu vực dịch vụ nhà vệ sinh. Khu ăn uống này vậy. Là ghế ngồi đợi, ghế ngồi đợi ra đi, là vào bên trong, rồi quý vị vào bên trong để mà đợi ra đi. Đây là khu vực bên trong của ga đi nè quý vị. Khu vực bên trong ngồi chờ đợi ra đi.
thủ tục hàng không, kiểm soát an ninh, nhà vệ sinh, có biển hướng dẫn hết. Khu vực máy bên trong ga. Rồi vừa rồi mình có chia sẻ cho quý vị cái video về cái cảng hàng không Phù Cát quý vị. Bên ngoài cũng như bên trong của cái nhà của cái cảng hàng không Phù Cát này. Cảm ơn quý vị đã xem video nhé. Xin chào quý vị. Đây là bên trong ga đi nè quý vị.